Điều gì khiến cho trào lưu săn túi mù bùng nổ toàn cầu? Thời gian gần đây, trào lưu Lightbox hay còn gọi là hợp mù túi mù đang trở thành cơn sốt trên toàn thế giới, và nó được dự báo là sẽ còn tiếp tục tăng trưởng theo cấp số nhân. Từ báo cáo thị trường Lightbox toàn cầu năm 2024 cho thấy, doanh thu thị trường Lightbox toàn cầu năm 2024 đến thời điểm hiện tại là 14,25 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng lên 38,3 tỷ USD vào năm 2032. Tại châu Âu, doanh thu bán Lightbox đạt 4,27 tỷ USD, tại Bắc Mỹ là 5,7 tỷ USD, tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đạt 3,27 tỷ USD, trong đó Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc được ghi nhận là có doanh thu cao nhất. Theo tờ Tin China, thế hệ Gen Y và Gen Z đang đi đầu trong các xu hướng đại chúng và họ cũng là động lực chính của thị trường tiêu dùng thế hệ mới, điển hình như trò chơi săn Lightbox. Bên cạnh đó, sự phát triển của mạng xã hội cũng đã góp phần giúp cho trào lưu này bùng nổ mạnh mẽ. Lightbox vốn không phải là điều gì quá mới mẻ, bởi nó chỉ đơn giản là những chiếc hộp kính đựng các vật phẩm, thường được các doanh nghiệp sử dụng để kích thích sự tò mò của người tiêu dùng nhằm bán được chúng. Khái niệm hộp mù, túi mù bắt nguồn từ Nhật Bản với tên gọi là Fukubukuro, nghĩa là túi may mắn. Ban đầu, mục đích sử dụng của những chiếc túi này là dùng để xả các sản phẩm bán ế. Yếu tố bất ngờ là điều thu hút khách hàng, bởi chính người mua cũng không biết họ sẽ nhận được gì khi mua những chiếc Lightbox này. Vào những năm 1970-1980, phiên bản hộp mù đầu tiên xuất hiện dưới dạng ga carbon và phân phối ngẫu nhiên thông qua máy bán hàng tự động. Ngày nay, hàng loạt các phiên bản hộp mù được ra đời và nhanh chóng chiếm trọn trái tim khách hàng thuộc mọi lứa tuổi. Dường như bất cứ thứ gì cũng đều có thể bán được dưới dạng túi mù, từ mô hình đồ chơi, văn phòng phẩm, quần áo, sản phẩm trang điểm, vé máy bay và nhiều hàng hóa dịch vụ khác. Nhiều người cho biết, sức hút của những chiếc túi mù không đến từ những món đồ bên trong mà nó nằm ở sự bí ẩn. Khoảnh khắc bạn xé vỏ, sự hồi hộp và mong đợi chỉ phụ thuộc vào may mắn và sự không chắc chắn liệu bạn có nhận được món đồ chơi mình muốn hay phiên bản hiếm hay không. Sự trỗi dậy của văn hóa sưu tầm cũng đã góp phần đáng kể vào sự phổ biến của túi mù. Rất nhiều người trong chúng ta đều có những sự yêu thích đặc biệt đối với một sản phẩm nào đó. Nó có thể là một nhân vật phim hành động, một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc hay một món đồ chơi phiên bản giới hạn. Lightbox đã dựa trên điều này để cung cấp các mặt hàng độc quyền phiên bản giới hạn mà bạn chỉ có thể có được thông qua việc mua hàng. Hơn thế, người mua còn bị thu hút bởi những thử thách gom đủ một bộ và tiềm năng có được các sản phẩm hiếm khác thúc đẩy việc mua lại nhiều lần. Ngoài ra, sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội đã đóng góp một vai trò quan trọng trong xu hướng săn Lightbox. Hàng trăm video mở hộp mù, túi mù khiến trào lưu nhanh chóng viral, lan tỏa sự phấn khích và thúc đẩy mong muốn săn tìm để được sở hữu của người xem. Có thể thấy, sự hấp dẫn, tính bất ngờ, sở thích sưu tầm và sức ảnh hưởng của mạng xã hội đã tạo nên một cơn sốt săn túi mù. Dù chỉ là những khoảnh khắc mua vui tức thời, thế nhưng chỉ cần con người còn hứng thú với sự bí ẩn, thì trào lưu túi mù sẽ còn tiếp tục thu hút người tiêu dùng trên toàn thế giới.